Chào quý anh chị nhà đầu tư, em là Đan Thanh, em là chuyên viên tư vấn di trú tại tập đoàn Portico & Bridge. Đây là video clip mà Thanh sẽ chia sẻ về kinh nghiệm làm việc của mình, cũng như là lý do mà Thanh có mặt tại Portico & Bridge. Thanh có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và 4 năm sau đó thì trải nghiệm vị trí hỗ trợ quản lý cho doanh nghiệp thủy sản của gia đình. Và gần đây nhất thì Thanh có 1 năm trải nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại một đơn vị startup của Mỹ, và hiện tại thì Thanh có mặt tại Portico & Bridge. Thời điểm mà Thanh bén duyên với lĩnh vực di trú là vào năm 2015, thì đây là thời điểm mà gia đình người thân của Thanh, đó là dì Dượng và hai em, sang Úc định cư theo chương trình visa 188A của Úc. Và thật là may mắn là hiện tại là gia đình đã có quốc tịch vào đầu năm 2022. Trong suốt cái quá trình mà gia đình định cư tại Úc thì Thanh nhận thức rõ những cái sự khó khăn và thử thách trong từng giai đoạn, và đặc biệt là giai đoạn đầu tiên. Thì trong giai đoạn đầu này thì chúng ta rất cần một cái đơn vị hỗ trợ về pháp lý visa, nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao để có thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ những cái thông tin cần thiết, cũng như là xây dựng một cái tầm nhìn xuyên suốt cho suốt cả lộ trình định cư. Trong trường hợp nếu như mà đơn vị đó có thể hỗ trợ được chúng ta sau khi mà chúng ta được cấp thẻ tạm trú hoặc là thường trú tại cái quốc gia mà chúng ta mong muốn, thì điều đó thật là tuyệt vời. Tại Portico & Bridge thì Thanh thấy nhận thấy có cái sự giao thoa về mặt văn hóa và những cái giá trị cốt lõi, đó chính là sự minh bạch, sự tin cậy và sự chính trực. Ngoài ra thì cũng có một cái điều mà Thanh rất là tâm đắc trong cái chia sẻ của ngài CEO người Manta của Portico & Bridge, đó chính là ngài Trafford Positive. Đó là ngài đã chia sẻ rằng cái sự khác biệt giữa xuất sắc và giỏi nó khác nhau ở một cái từ duy nhất, đó chính là từ detail, chi tiết. Thì Thanh hy vọng rằng Thanh cùng với lại những cộng sự tại Portico & Bridge có thể làm việc và cống hiến một cách hiệu quả đến từng chi tiết, để thứ nhất là bản thân của chúng tôi cảm thấy hài lòng về cái công việc của mình, và sau đó thì sẽ giúp cho nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi mà gửi gắm niềm tin. Cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã lắng nghe những chia sẻ của Thanh. Hẹn gặp quý anh chị trong những video clip sau. Mến chúc quý anh chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Dạ.